एकं समयं भगवान् सर्वाद्मियं विहरति चेत् मने अनाथवेदिकासारामे ोपासे त्वायेन भगवान् भगवान्तमन्तमन्तो सदेवता भगवान्ताङ्गाय च पासि बहुदेव मनोसाय च चिन्तयो सेवन च बालानं बान्धिनाय च सेवन चौजाय पूजनीयाने सन्मङ्गलमोत्तमर्वतिरोपरि सवासोय भूपेशकरपुर्यतासमीति चेतान्मङ्गलमोत्तमङ्गलविनयो च सुसेखितो सुपासिता जावाच Thank you.
Tôn sâu từ tại và vô nhiễm là một lần cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối tâm nơi được an toàn là một lần cao. Nam mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Ma Phào Thó mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, New York từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Khe Ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Bài Ma Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 51, Kinh Kandaraka, từ câu 575 đến 583 sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Cái gì đợi chút, đợi chút. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Và kính thưa quý vị, trong bộ kinh gồm có 152 bài kinh. Và trong tính tạng chia ra làm 3 quyển.
viện một 50 bài kinh gọi là Banasat. Cái viện hai cũng là 50 bài kinh, và cái viện ba là 52 bài kinh. Chúng ta đã học xong đến Banasat đầu 50 bài kinh quy một. Hôm nay chúng ta bước qua 50 bài kinh thứ hai. Khởi đầu cho cái bài kinh tập 2 hay nói cách khác là bài kinh thứ 51. Bài kinh này gọi là Gandharaka Suttam. Tên của bài kinh có khi thì lấy theo cái địa danh Đức Phật đã thuyết ở đâu, nhưng mà cái chỗ đó phải là cái địa danh tạ. Ít khi Đức Thế Tôn đến, khi ngài đến ngày thuyết pháp ở đó thì mới lấy cái địa danh đó để đặt tên cho bài kinh. Có những bài kinh lấy tên người và đặt tên cho bài kinh gọi là nhân danh. Ở trong bài kinh đó có những cái nhân vật gì, và vì cái nhân vật đó đã có được một bài kinh, Đức làm đề tài cho Đức Thế Tôn thuyết giảng, cho nên lấy cái tên bài kinh đó. Có đôi khi tên của bài kinh lấy theo cái sự kiện, một cái sự kiện nào ở trong bài kinh, hoặc là lấy theo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết cái nội dung như thế nào, vâng vâng. Thì như vậy chúng ta có cách để nói đến bài kinh mang cái tựa đề là do theo cách nào. Bài kinh ngày hôm nay đề cập đến hai cái nhân vật, một là du sĩ Gandharaka, hai là thiện nam Bessat. Nhưng mà khởi xướng để những cái pháp môn này có được là do du sĩ Gandharaka. Và ở trong bài kinh này đặc biệt là Đức Phật ngài nhắc đến bốn hạng người mà chúng ta vẫn thường được nghe hạng người chuyên tâm lòng của mình, chuyên tâm lòng của người khác. Hạng người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác, hạng người không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. Trọng tâm của bài kinh là như vậy. Chúng tôi cố ý dẫn nhập kéo dài chút xíu để chờ giảng sư, nhưng mà thường gọi đăng hôm nay không có mặt,
Vậy thì bây giờ không biết là Thượng Tọa Từ Quyền hay Thượng Đại Đức Pháp Tính điều khuyết cái dẫn giảng giải về kinh này à? Xin vị nào điều khuyết dùm à? Xin hỏi Pháp Tính, Thượng Tọa Từ Quyền có mặt ở trước máy không ạ? Như vậy thì rất là hoan hỷ, Thượng Tọa Từ Quyền sẽ điềm khuyết cho Thượng Tọa Pháp Đăng để giảng bài kinh Kandaraka hôm nay. Chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Từ Quyền giảng giải. Bây giờ thì Thượng Tọa hoan hỷ cho MC đọc nội dung của bài học ngày hôm nay đã được thu gọn bởi Thượng Tọa Giác Đẳng. Rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa giảng. Xin mời Sư Cô Khi Ma. Nam Mô Bố Thầy. Nam Mô Bố Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con đọc chánh kinh xong rồi con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền lên giảng ha. Bài học hôm nay bài 51 kinh Kandara Sutta. Tên bài kinh được đặt theo tên một du sĩ ngoại đạo tên Kandara. Trong một lần đến diện kiến Đức Phật cùng với cư sĩ Resa, năm 76 đại ý kinh Kandaraka là gì? Du sĩ Kandaraka đi theo một cư sĩ đến gặp Đức Phật. Trong câu chuyện từ sự thanh tịnh của tăng chúng, tiếp theo đó là sự so sánh những rắc rối vốn thường của người. Sau cùng Đức Phật dạy về bốn hạng người ở đời: hạng người làm khổ bản thân, hạng người làm khổ chúng sanh khác, hạng người làm khổ cả hai bản thân và chúng sanh khác, hạng người không làm khổ mình và cũng không làm khổ người khác. Xin lỗi quý vị. Năm 77, Desa Voi và du sĩ Kandaraka là nhân vật thế nào? Resa là con trai của một người huấn luyện voi ở Kamba và cũng nối nghiệp cha. Resa là một cư sĩ thuần thành có thực hành pháp tứ niệm xứ. Du sĩ Kandaraka là một du sĩ ngoại đạo chỉ được nhắc tới trong Tam Tạng một lần ở bài kinh này. Vị này có vẻ hâm mộ sự thanh tịnh của tăng chúng đệ tử Phật. Năm 78, du sĩ Kandaraka có ấn tượng gì với tăng chúng đệ tử Phật? Vị này rất hâm mộ một sự thanh tịnh của tăng chúng và đặt câu hỏi các đại giác, các bậc đệ giác trong quá khứ và tương lai có tăng chúng như vậy chăng? Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hay tôn giả Gotama. Chúng tỳ kheo này được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác, trong thời quá khứ không biết quý vị
Không biết quý vị Thế Tôn ấy đã có một tăng chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy có chân chánh hướng dẫn. Hôm nay chúng tỳ kheo được Tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, không biết quý vị Tôn ấy sẽ có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy sẽ chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được Tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng đã vào rung. Năm 79 Đức Phật đã nói gì khi nghe ý kiến của du sĩ Kanaraga? Đức Phật dạy chư Phật ba đời đều có tăng chúng như vậy. Thật sự là vậy. Này Kanaraga, thật sự là vậy. Này Kanaraga, này Kanaraga, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những vị Thế Tôn ấy đã có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo đã được ta chân chánh hướng dẫn. Này Kanaraga, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như này chúng tỳ kheo được ta chân chánh hướng dẫn và dạy rằng trong tăng chúng hiện có những bậc đã hoàn toàn hành trì tu tập hoặc đang tiếp tục đi tới với pháp hành tứ niệm xứ. Này Kandaraka, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là bậc A-la-hán các lậu đã tận, tu hành đã thành mãn. Các việc nên làm đã làm. Đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sự, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Này Kandaraka, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là bậc hữu học, giới luật kiên trì, giới hạnh kiên trì, sáng suốt, hạnh nghiệp sáng suốt, sống với tâm khéo ăn trú bốn niệm xứ. À, thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhớ tham ưu trên đời. Năm 80, cư sĩ Bresa có những ý nghĩ gì? Cư sĩ Bresa bày tỏ niềm hoan hỷ trước lời dạy của Đức Phật và thưa rằng bản thân vị này được thực hành tứ niệm xứ. Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ này đã được Thế Tôn khéo trình bày để chúng sanh được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để chánh lý được thành đạt, để niết bàn được chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo ăn trú tâm vào bốn niệm xứ này. Ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm.
À, để nhiếp phục tham ưu trên đời, chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Để nhiếp phục tham ưu trên đời, chúng con sống sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Để nhiếp phục tham ưu trên đời, với kinh nghiệm nghệ huấn luyện voi, vị cư sĩ này cảm nhận loài người quá phức tạp trong sự suy nghĩ và hành động. Thật vi thai bạch Thế Tôn, thật hy hiểu thai bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thai trong rối ren thai như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài thú vật. Bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp phục con voi một cách khiến con voi ấy mỗi khi đi hay đến thăm ba liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo huyệt. Nhưng bạch Thế Tôn, những người đầy tớ của chúng con, những người phục dịch, những người làm công, thân hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm một, ý hành họ làm một cách khác nữa. Từ nhận định trên, vị cư sĩ thấy Đức Thế Tôn thật là một bậc vô thượng điều ngự. Thưa, thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Thế Tôn biết được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo nguyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài vật. Năm 81. Đức Phật dạy gì khi nghe trình bày của cư sĩ Desa? Đức Phật cũng đồng ý là nhận định của Desa hợp lý. Thật vậy này Desa, thật như vậy này Desa. Này Desa, rối ren thai như loài người, cởi mở thai như loài thú vật. Những bậc đạo sư nói cụ thể rõ ràng hơn. Này Bresa, có bốn hạng người này có mặt trên đời. Thế nào là bốn ở đây? Này Bresa, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình ở đây. Này Bresa, có hành, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người ở đây. Này đây xa, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, tâm hành khổ người ở đây. Này đây xa, lại có người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ người, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm hạnh. Này Resa, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích nhất? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình không thích. Bạch Thế Tôn, hạng người này, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích. Bạch Thế Tôn, hạng người này vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể, hạng người này tâm con
thích ý. Này Reza, vì sao ông không thích ý ba hạng người này? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình trong khi tự ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không thích hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Thế Tôn, hạng người vừa tình vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước nhàm chán khổ, do vậy tâm con không thích ý hạng người. Nhưng Bạch Thế Tôn, người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người này không tự mình hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác tạc thọ, bản thân trú vào phạm thể, do vậy tâm con thích ý hạng người này. Rồi vị này xin từ biệt vì bận việc. Và này Bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng con có nhiều công vụ, có nhiều công việc phải làm. Năm 82, Đức Phật nói gì về cư sĩ Resa? Khi cư sĩ Resa đi rồi, Đức Phật nói với Chư Tỳ Kheo: Này các tỳ kheo Resa, con trai người huấn luyện voi là bậc có trí. Resa, con trai người huấn luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các tỳ kheo, nếu Resa, con trai người huấn luyện voi ngồi thêm một chút, cho đến khi ta phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các tỳ kheo Resa, con trai người huấn coi như vậy cũng đã thâu đạt được nhiều lợi ích. Theo sứ giải nêu, Resa ở lại lâu hơn sẽ chứng quả Tu Đà Vương. Như vậy, vị này cũng đã tăng trưởng niệm tinh kiên cố ở Tam Bảo và được trợ duyên lớn trong sự tu tập thiền quán. Năm 83, thế nào là bốn hạng người theo lời Phật dạy trong bài kinh này? Tiếp theo, Đức Phật giảng rộng về bốn hạng người. Hạng người làm khổ bản thân là hạnh tu khổ, hạnh chuyên chấp trì giới cấm thủ. Ở đây này các tỳ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng. Hạng người làm khổ chúng sanh khác là người chia khổ cho các chúng sanh bằng cách sinh kế không chân chánh, hiền thiện. Ở đây này các tỳ kheo, có người giết trò là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người cư xử các người ăn trộm, cai ngục và những người làm nghề độc ác khác. Như vậy này các tỳ kheo, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm làm khổ người. Hạng người làm khổ cả hai bản thân và chúng sanh khác, hành trì những hủ tục tôn giáo khiến bản thân khổ nhọc mà còn tổn hại sanh linh. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây này các tỳ kheo, có người làm vua thuộc giai cấp Xá Đế Lị, đã làm lễ quán hay một Bà La Môn Triệu Phú. Vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một Bà La Môn tế tự.
Rồi vị ấy nằm xuống đất trống trơn, chỉ có lá cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng màu sắc. Người vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai và bị bà mong tới tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa, con bò nghé thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé tế lễ, hãy giết một số dơi để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ ta để làm chỗ tế lễ, và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt khóc lóc làm các công việc như vậy. Này các tỳ kheo, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không làm khổ mình cũng không làm khổ người là hạng người tự thân tu tập theo sự hướng dẫn của bậc đại giác. Ở đây này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thấy gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, chọn lựa con đường xuất gia, từ bỏ thế tục người gia trưởng, hay con người gia trưởng. Một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sống có giới hạnh, có từ tâm, vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống các tỳ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời sống không hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn đáng tin cậy, không lường gạt vợ đời. Vị ấy từ bỏ hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này, để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp
những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, vì ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời độc ác, nói những lời nói dịu dàng, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời như vậy, vị ấy từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, đúng nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói lực, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, nói có mạch lạc, có ích lợi, sống đời giản dị theo giới bổn, vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống, các loại cây dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phí thời, từ bỏ không đi xem múa hát nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng dòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang sức và các thời trang, từ bỏ không dùng giường cao niệm lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt giống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới, hoặc từ bỏ làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức hoại, trộm cắp, cướp phá, vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát, như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Như vậy thì kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi lại chỗ nào cũng mang theo, vị ấy thành tựu thánh giới uổng này, nội tâm hưởng lạc, không thọ khuyết phạm, biết phòng hộ các căn, khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân việc gì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, khi tai nghe tiếng mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng là không ế nhiễm, huân tu chánh niệm, vị ấy khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi tay khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y giáp bình bát thường đều tỉnh giác, khi ai nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng nằm ngược, khi đi đứng ngồi nằm, ý thức nói yên lặng đều tỉnh giác, vị ấy thành tựu thánh giới uổng này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm,
đoạn kết các truyền cái nội tâm sau khi ăn xong và đi xuất thực trở về, vị ấy ngồi chiếc già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gội rửa tâm hết sân, gội rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử nội tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp, thành tựu các thiền chứng. Vì ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh với tầm với tứ, vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác thân tâm sự lạc thọ, mà các bậc thánh là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba, vị ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu và cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, chứng đắc tâm minh với tâm định tịnh thanh tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não nhu uyến, dễ sử dụng vững chắc bất động. Như vậy vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền nổi không phiền não nhu yếu, dễ sử dụng vững chắc bất động. Như vậy vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng sanh, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao xa, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do sanh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng thật sự những vị chúng sanh, những thành tựu, những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý,
không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này, như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ ràng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao xa, người đẹp đẽ, kẻ thâu xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền toái, không nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy tuệ trí như thật, đây là khổ. Tuệ trí như thật, đây là khổ tập. Tuệ trí như thật, đây là khổ diệt. Tuệ trí như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tuệ trí như thật, đây là những lậu hoặc. Tệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tệ tri như thật, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân và giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vì ấy tội tri sanh đã tận phạm, hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có trở lui đời sống này nữa. Đó là hạng người ngay trong hiện tại không tham dục tịch tịnh, cảm nhận thanh lương, sống với các lạc thọ, bản thân trú vào phạm thế. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Hello. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con Phật đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thì cái bài học trong kinh Khanh Đá Rạc Á Xuất Tá, thì bài kinh này thì chúng ta cũng đã nghe MC đọc về một cái vị du sĩ Khanh Đá Rác Há và cái người cư sĩ Bích Sát. Và ở trong cái bài học thì cũng cho chúng ta biết rằng cái du sĩ này cũng có một cái thiện cảm, mà cái thiện cảm đó từ nơi cái hàng tăng chúng khéo tu tập. Bởi thường thường chúng ta vẫn biết rằng mắt nhìn cái cảnh sắc, cảnh sắc là những cái gì, những cái hình ảnh gì mà chúng ta thấy được. Và một cái người tu tập đó thì có sự thu thúc khi mà chúng ta nhìn vào cái hàng ngũ tăng chúng là đệ tử thu thúc. Mà thường thì chúng ta biết rằng đối với cái vị tỳ khu thì bố ma phá ác và khất thực, hay là cái vị đó nó có sự thu thúc lục căn, hay là quán tưởng thanh tịnh, thu thúc thanh tịnh, rồi giới hành thanh tịnh, thì chính những điều đó đã làm cho tăng chúng của Đức Thế Tôn đã được Khanh Đá Ra Khá đó nhìn vào và có một cái sự suy nghĩ ở trong tâm. Và đối với người cư sĩ Thích Xá đó thì chúng ta biết rằng vị này có tu tập, có nghĩa là có thân tu tập, mà có nghĩa là thỉnh thoảng có cái sự tu tập. Và vị này cũng nói lên cái tâm niệm của mình đã thực hành. Và cái bài học thì chúng ta thấy rằng trong cái bài học thì nói rất là nhiều về hành bốn niệm xứ, và nói về bốn hạng người hay là bốn hạng người có mặt ở đời mà chúng ta có thể so sánh. Cái hạng người làm khổ bản thân mình, cái hạng người làm khổ chúng sanh khác,
có hạn người làm khổ cả hai là làm khổ bản thân và chúng sanh, hạn người thứ tư là hạn người không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Như vậy thì Đức Phật ngày muốn nói về bốn hạn người để cho tăng trưởng cái lòng tịnh tính của khách xá hoặc là hành đá đá khác. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái người con trai thích xá đó chỉ ở một lúc chứ không có nghe trọn vẹn. Vì Đức Phật ngày biết rằng cái sự nghe pháp trọn vẹn nó mang lại cái sự lợi ích cho bản thân rất là nhiều. Nhưng mà thường thì chúng ta biết rằng khi một người mà họ cái tâm của họ hướng ra là họ hướng đến những công việc của họ, thì nếu mà họ không có tâm để hướng vào để nghe pháp thì cũng rất là khó. Vì cái sự hướng ra đó chúng ta gọi là phóng dật, và cái sự mà hướng tâm để nghe pháp là gọi là khéo tác ý. Vì thường thường chúng ta biết rằng một cái người mà muốn tìm cầu cái sự lợi ích đó, thì họ đi tìm cầu những cái bậc thanh tịnh, nhất là Đức Phật ngày còn lại. Như vậy thì chúng ta thấy theo cái bài kinh Thanh Đá Đá Khá này, thì một vị du sĩ đến để diện kiến Đức Phật, và cũng lúc bây giờ thì có một người cư sĩ Phách Xá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà sự thanh tịnh của chư tăng đó là một cái hạnh tu mà do cái sự huấn luyện của Đức Phật, do cái sự giảng pháp của Đức Phật, để cho những người có lòng tin họ đến và họ nghe như vậy để họ thực hành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà thực hành đó, thì bản thân cái vị đó đó luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác để quán thân, quán cảm thọ, quán tâm và quán pháp. Thường thì chúng ta biết rằng khi mà tâm chúng ta có tâm thiện đó, thì chính cái tâm thiện đó làm việc phavana là tu tiến, và chúng ta tu tiến ở trên thân, chúng ta gọi là quán thân. Thân này nó có như thế nào? Ví dụ mình có cái thân này có những cái vật trên thân như là tóc, lông, móng, răng, da, hay là mật đàm, mũ máu, ruột non, ruột già, hoặc là phẩm nước tiểu, những cái vật mà chúng ta có thể thấy được, những vật chúng ta có thể thấy được, và những vật khi mà chúng ta nghe và chúng ta suy nghĩ để làm sáng tỏ cái thân này, và với cái tuệ để suy xét về cái khổ mà chúng ta gọi là khổ của ngũ quẩn đó, cái sắc quẩn này, có nghĩa là cái thân của chúng ta. Ví dụ có một cái thân như vậy đó, thì chúng ta phải có sự đói khát, sự nóng lạnh, sự mũi mồng, và sự sợ hãi của sự chết. Như là chúng ta thấy cái dịch corona bây giờ đó là một cái đại dịch mà có thể giết rất là nhiều người, có nghĩa là nhiều người họ nhiễm bệnh và nhiều người họ chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái thân của chúng ta đó có bao nhiêu cái hiểm họa từ đói khát. Mà chúng ta thấy như ở Vũ Hán mà người ta đói khát, người ta phải giành giật một vật thực. Tuy rằng cái bệnh dịch đó nó có thể lây lan, nhưng mà cái sự đói khát nó còn kinh khủng hơn, bởi vì nó là một cái nỗi khổ. Khi mình chưa có chạm đến thân của mình đó, là mình chưa thấy cái nỗi khổ kinh khủng. Ví dụ như khi mình bị cái dịch đó thì mình khó thở, hoặc là mình ho sốt này kia nọ đó, thì lúc bây giờ gọi là cảm thọ nó sanh lên trên thân chúng ta, thì những cảm thọ đó hành hạ chúng ta. Nhưng mà khi mà một người mà chưa có những cảm thọ hành hạ đó, thì họ chưa có cảm nhận được, và họ chưa có cái nỗi khổ đó. Dù chúng ta nghe những cái nỗi khổ và cái khổ trực tiếp trên bản thân chúng ta là khác, thì cũng như vậy, một người mình niệm thân đó, thì họ thấy cái thân này từng ly từng tí về cái sự đói khát, cái sự bất tình, cái sự uế trượt của thân này, hoặc là sự khổ lị của thân này, phải ngủ nghỉ, phải ăn uống, đại tiện tiểu tiện, phải tắm rửa giặt giũ, phải làm bao nhiêu cái việc cho cái thân này, để cái thân này nó được gọi là ổn định hoặc được bình an. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng một cái người mà khi mà họ tu tập niệm thân như vậy đó, thì họ thấy cái thân của họ bằng cái thấy, bằng cái tuệ giác, bằng cái tuệ giác bản thân của mình, xuyên qua cái sự dạy dỗ của Đức Phật, cái sự huấn luyện thuyết giảng của Đức Phật, và vì nó suy quán về nội quán ở trên cái thân của mình, nên chúng ta gọi là quán thân á. Hay là chúng ta quán cái thân của người khác, thí dụ gì chúng ta thấy rằng đối với một người mà họ tuy rằng có những đại dịch như vậy, nhưng mà những người họ phải chạy taxi, họ phải đi làm thuê làm mướn, họ phải khuân những cái xác tử thi người chết để họ đi thiêu đó,
thì chúng ta thấy rằng những cái việc đó đó họ làm, họ họ biết rằng họ có thể bị ảnh hưởng và họ có thể bị mất mạng, nhưng mà họ cũng phải lao đầu vào trong cái sự làm đó, vì họ tìm cầu cái tài sản để họ nuôi cái thân của họ, nên họ cũng rất là đau khổ rất là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật nói trong bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, một người đi tìm cầu vật thực đó, họ phải chống chọi với thời tiết mũi mồng. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà ở xứ lạnh đó, họ đi làm họ phải mở máy chạy thật lâu để cái máy nóng lên, khi ra ra cái vùng lạnh đó họ không, cái máy nó không có chết, những cái nhiên liệu có thể hoạt động tốt trên cái máy đó, cái cổ máy đó. Thì chúng ta thấy rằng cái sự chống chọi với thời tiết, chống chọi với cái mũi bồng, rồi với những cái loài có thể loài thú tấn công mình, rồi những cái lời nói mạ lị, những cái lời nói mà khó nghe khi mà đi buôn bán hay là đi làm công nhân hay làm một cái chuyện gì đó, thì chúng ta thấy rằng những cái người bề trên họ sai mình làm, và có những cái lời nói mềm mỏng cũng có những lời nói cứng cỏi cũng có những lời nói chửi mắng cũng có. Chính vì điểm đó, đó chúng ta thấy rằng khi một cái người mà có tu tập niệm thân đó, thấy cái thân của mình là một cái nỗi khổ, và thấy cái thân của người khác đó, nếu mình theo dõi cái sự sống sót của một người đó, họ rất là khó. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp và khó thai Phật ra đời. Khó thai được làm người cũng là một chuyện khó, nhưng mà khó thai được sống còn, mình duy trì cái thân mình được được sống còn đó, nó cũng là một cái nỗi khổ. Và chỉ có những người tu tập như vậy đó, họ mới thấy được cái ngũ uẩn, và họ mới mới có cái ước nguyện là chấm dứt cái sự luân hồi của ngũ uẩn. Chứ còn nếu một người không thấy cái nỗi khổ của ngũ uẩn đó, dù là họ già đó, họ cũng liên tiếc cái sắc thân này, mà chúng ta thường trong Phật giáo gọi là ái thử thân phược đó. Mình ưa thích cái thân này, mình dung dưỡng cái thân này, sợ cái thân này ốm o bệnh hoạn, rồi cái thân này thiếu thốn, cái thân này khô héo hay là xấu xí, nên mình phải làm đủ cách để cái thân này nó đẹp đẽ, cái thân này nó mạnh khỏe, và cái thân này nó được mọi người nhìn vào cả ái cả hỷ, hấp dẫn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cái người có tu tập và cái người mà không có tu tập về niệm thân đó, thì chúng ta thấy sự khác biệt. Cái sự khác biệt của một cái người thấy được cái sự thật của thân, rồi sống làm sao mà tu tập được trên cái thân này, đó là một cái người mà Phật tử, một cái người đệ tử của Đức Phật thực sự sống và tu tập như vậy. Rồi niệm cảm thọ thì chúng ta biết rằng những cảm thọ khổ hay là những cảm thọ lạc, bởi thường thường đó thì chúng ta học trong vi diệu pháp đó, thì chúng ta biết lúc nào mà chúng ta không có bệnh hoạn đó là cảm giác thọ lạc. Nhưng mà những cảm giác thọ lạc này đó, nó là cái thân thọ lạc, nhưng mà tâm chúng ta nó không có một cái nhận định rõ ràng, nên chúng ta không có thấy được lúc khỏe là hạnh phúc, lúc bệnh là đau đớn, mình không thấy được như vậy. Nhưng mà những người họ tu tập cảm thọ đó, thì những cái loại thọ, bất luận là thọ đó từ thân đau đớn, hay là thọ từ sự xúc chạm của thời tiết mũi mồng, hay là cái sự xúc chạm của đói khát nóng lạnh đó, thì họ đều có cái theo dõi cái cảm thọ đó. Như vậy thì Đức Phật ngày nói về khổ đó, thì họ hiểu được khổ thật. Khi họ có tu tập, họ hiểu được khổ thật. Còn khi một người mà họ không có tu tập đó, hay là họ không biết tu tập đó, thì họ không thể nào hiểu cái khổ như là một cái người tu tập. Họ hiểu cái khổ một cái cách thờ ơ, hoặc là một cái cách khái niệm, vì họ không có cả xác cái tâm trên cái đối tượng là thọ khổ, hay là thọ lạc, hay là các cái cảm thọ, từ nhãn thọ, nhĩ thọ cho đến ý thọ, hay là từ thân thức thọ lạc hay thân thức thọ khổ. Nên một cái người có tu tập đó, thì những cái cảm giác như là bất bình thường, tự nhiên đó, nó xảy ra một cái cơn đau bụng hay một cái cơn nóng sốt, thì cái người này họ tu tập đó, thì họ thấy được cái thân là thực sự như vậy. Nhưng mà những người mà họ bị bệnh đó, thì họ không có quán thân đó, thì họ thấy do thời tiết gì đó họ bệnh, và cái bệnh đó đó, họ tìm cách để chữa cái chứng bệnh đó thôi, chứng bệnh của thân đó thôi, nhưng mà họ không tìm được cái cách để trị được cái bệnh của tâm, bệnh của cảm thọ tham ái, bệnh của sự dẫn dắt luân hồi, họ không tìm được như vậy.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người niệm thọ đó, thì những cảm thọ đau bụng hay là nhức đầu hay là chóng mặt hay là buồn nôn hay là vui hay buồn hay là bình thản đó, thì họ đều có một cái sự tu tập chánh niệm để họ biết được những cái cảm giác đó, đó nó có liên hệ đến vật chất hay là không liên hệ đến vật chất. Cái cảm thọ đó từ trong nội thân của mình hay là ở bên cái cảm giác từ bên cái ngoại giới, những cái thời tiết nóng lạnh và những cái cảm giác sanh khởi, họ cũng hiểu được một cái cách tường tận vì họ có tu tập là như vậy, quý vị. Cũng như chúng ta thấy rằng Đức Phật nó niệm về tâm á, thì chúng ta biết cái tâm chúng ta biết cảnh hoài như vậy. Chỉ có một điều là cái người tu tập đó họ hiểu biết được cái sự hiểu biết cảnh, và họ không có để cho cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo hay cái kiến điên đảo hiểu sai về cái tâm. Và cái tâm nó là luôn sanh luôn diệt, và nó luôn sanh diệt như vậy, nó không dừng lại. Và tâm nó có những cái cơ hội của ác thiền, nó có những cơ hội của những cảm thọ bất thiện, và nó có những cái cơ hội để sanh lên những cái pháp, những cái sự mà làm tổn thương người, như là Đức Phật giảng về bốn hạng người đấy, cái hạng người mà tự làm khổ mình. Thì chúng ta biết rằng cái hạng người tự làm khổ bản thân của mình đó là hạng người hành hạ tu tập cho cái hạnh khổ hạnh đó, họ nhịn đói nửa tháng, hoặc là họ nằm ở trên tuyết, hay là họ nằm ở trên bàn trong, hay là họ hành hạ thân thể bằng cách họ sống lõa lồ thân thể, họ sống với tre, với tro trấu trét, hoặc là bùn phân bò trét lên người, sống với những cái sự hành hạ bản thân như vậy. Thì chúng ta biết rằng đó là Đức Phật, đó là một hạng người trên đời này. Có những cái hạng người mà họ suy nghĩ ra cái cách tu mà lạ kỳ. Ví dụ chúng ta thấy rằng đạo khoai hay đạo dừa hay đạo này kia nọ đó, họ tự sống làm cho cách biệt với loài người, có nghĩa là họ ăn uống một cái cách lạ lùng, là ăn bông, ăn hoa, ăn lá, ăn rau cải, hay là ăn những cái gì đó khác thường với người thường, và họ làm cho họ thân thể của họ đó tiêu tụy. Có những người họ trong cái bài kinh Đa Thọ đó, thì quý vị thấy cũng Đức Phật thì cũng nói về những cái người tự nghĩ rằng mình hành hạ đau đớn như vậy đó, mình sẽ sanh lên cái cõi này cõi kia, những cái lạc thọ, những cái quả vui nó sẽ đến với mình sau khi mình từ bỏ cái thân này. Thì những cái người mà khi mà họ hiểu như vậy đó, họ đã hấp thu những cái nguồn giáo lý như vậy đó, thì họ tự hành bản thân của họ rất là kinh khủng. Thì chúng ta cũng thấy qua Đức Phật ngày trải qua cái sự khổ hạnh đó, và ngài nói cái sự khổ hạnh đó đó, hành hạ cái thân này kiệt quệ, thì cũng giống như một người mà ở trong Kim Mi Tiên Vấn Đáp có ví dụ đó, một người mà họ đi đến đuối sức rồi, bây giờ họ không có thể nào lê lết được, rồi họ trách cái trái đất tại sao có năm thước này mà lại đi không nổi. Nhưng mà thật sự nó không phải là họ đi không nổi, nhưng mà cái thân của họ nó kiệt quệ rồi. Bây giờ bước một bước, hai bước, ba bước, hoặc là bước một giờ, hai giờ, đối với họ là thiên nan vạn nan. Đó là cái sự khó khăn khi mà thân thể chúng ta như là tật nguyền, hay là què quặt, hay là mất sức lực đó, hay là bệnh hoạn đó, thì chúng ta lê lết trên đường đó, đó là một sự gian nan khổ cực. Thì Đức Phật này cũng cho chúng ta biết rằng khi một cái người đó mà có cái tâm biết được cảnh, biết được cái tâm của chúng ta phải sanh phải diệt, tâm của chúng ta lúc suốt đời nó phải biết, nó phải ứng xử với những cái cảnh, và do chúng ta có phòng hộ, có chánh niệm, hay là có không có phòng hộ, không có chánh niệm. Bởi vì thường thường chúng ta biết tâm á, nó không thể nào ngừng lại được, bởi vì cái tâm chúng ta nó sanh diệt liên tục như vậy, và cái chính cái sự sinh diệt liên tục của tâm chúng ta đó, nó tạo thành cái nghiệp mà chúng ta nghe cái bài kệ Mano Bangama Thamma đó, là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động, khổ nạn bước theo xe chân vật kém. Chính vì chúng ta biết rằng tâm chúng ta nó sanh diệt liên tục như vậy, và Đức Phật á, ngày dạy cái phương pháp điều phục tâm, bởi chúng ta biết rằng Phật giáo nói về tâm thiện và tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân và tâm si, tâm vô tham, vô sân và trí tuệ. Ở trong những tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới hay tâm thiện siêu thế đó, đó là những cái tâm mà hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, hướng đến những cái thần thông tăng trí, những cái thiền định, mà thể hiện được cái đỉnh cao của con người,
để có thể biết được những cái chuyện mà quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể là những cái việc biết của những người ở đời họ không có tu tập đó, thì hàng vạn, hàng tỷ người thì cũng không bằng một người có tu tập, họ biết được cái chuyện sẽ xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Ngài biết cái tâm của con người đó, nó có những cái tâm tham sân si, có những cái tâm dục giới, có những tâm sắc giới, những cái tâm vô sắc giới, và có những tâm siêu thế, và cũng có những cái tâm thông, và những cái tâm đó là như là thiên nhãn thông, hoặc là thiên dĩ thông, hoặc là tha tâm thông, túc mạng thông, hay thần thông. Thì Đức Phật Ngài cũng biết như vậy, và Ngài khuyên đó, nghĩa là một cái người niệm tâm đó, để thấy được cái tâm này nó có hệ lụy, nó có phiền não, tâm này nó nhu nhuyến, sử dụng được hay là không sử dụng được. Có nghĩa là những cái tâm nhu nhuyến dễ sử dụng đó, đó làm điều phục tâm được. Nhưng mà khi một người mà thèm ăn cái món gì đó, thì chính cái lòng tham của món đó làm cho họ đau khổ. Ví dụ chúng ta nghe trong cái câu chuyện mà Pháp Cú về ngày Mục Kiền Liên, ngày vâng lời Đức Phật đi thu phục cái ông trưởng giả Maccariya đó. Ông này ổng thèm bánh tàn ông, mà ổng nhịn đói nhịn khác mà ổng không dám ăn, chẳng qua là ổng sợ tốn của thôi, tốn tiền, nên ổng thèm cái bánh do một cái người họ ăn cái bánh tàn ông bánh mật đó, mà ổng nhìn thấy được mà ổng thèm đến nỗi mà ổng kham nhẫn chịu đựng đến nỗi mà ổng nằm một úp bụng tới mặt mày ổng nhăn nhó. Ông kham nhẫn với cái sự thèm muốn mà sợ hao tiền tốn của. Cuối cùng bà biết được cái người chồng thèm thuồng như vậy. Và hai vợ chồng đã làm bánh đó. Và ngày Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật để tới tế độ cho ông trưởng giả kheo kiệt này. Ông thèm ăn mà ông không dám ăn. Ông phải trốn lên trên lầu 7. Và mỗi từng lầu như vậy ông đóng cửa khóa hang gài. Ông lên tới lường 7, hai vợ chồng làm bánh với cái mục đích là làm bánh chỉ cho mình ổng ăn thôi, và những người khác thì ổng nói là không cần ăn. Nhưng mà thật sự do cái tâm keo kiệt, ổng sợ tốt ha, mật đường, sữa mía, bột và sữa chua hay là bơ thôi, ổng sợ như vậy và ổng không có dám làm ở dưới, và ổng trốn lên lầu 7 ổng làm, và ổng muốn ăn mình ổng, chứ không là một người nào ngoài cái người đó, một cái người khác. Và một ngày Mục Kiền Liên á, Ngài đã dùng cái khả năng của mình để tế độ ông đó đến cúng dường Đức Phật, và được nghe pháp thì ông đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Và cái sự xây chiều ngược trở lại đó, lúc trước thì ông bỏng sẻn keo kiệt, nhưng mà sau này thì cái tâm của ông đó đã không còn bỏng sẻn keo kiệt, và cái việc làm hộ trì Phật pháp tăng đó là việc làm của ông. Như vậy thì chúng ta biết rằng một người khi mà có tâm bỏng sẻn đó, thì chính cái tâm bỏng sẻn làm cho họ đó không có thể bố thí được. Chính chúng ta gọi là tham ác ở trong tâm của chúng ta đó. Tham ác là cái gì mình muốn cho có lợi tức, và cái sự lợi tức đó phục vụ cho cái lòng tham của mình. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái người mà họ ở những cái lãnh vực mà điều khiển, hay là những cái lãnh vực có ảnh hưởng với loài người đó, thì họ tìm cách để họ thu hoạch những cái lợi tức từ nơi những con người. Thì chúng ta vẫn biết rằng con người đã làm được bao nhiêu cái của cải vật chất, chính là cái sự lao động, cái sự sáng tạo của con người tạo ra những cái sản phẩm, và những cái sản phẩm đó mang lại cái lợi tức là cái tài sản của họ. Và Đức Phật này biết rằng đối với một cái người niệm tâm, họ biết được những cái tâm tham sân si, niệm pháp là họ biết được những cái nhân duyên. Bởi vì chúng ta thấy một người niệm pháp á, là biết được mắt á, không phải chỉ mắt mà thấy được, do có cảnh sắc, mà không phải cảnh sắc mới thấy, mới mắt mới thấy được cảnh sắc, mà phải có ánh sáng, phải có nhãn căn, phải có sự chú ý, thì lúc bây giờ tâm nhận thức nó mới nương vào nhãn căn để thấy cảnh sắc. Còn có nhiều người đó họ ngủ, họ mở mắt nhưng họ không thấy, vì cái tâm nhận thức nó không sanh lên. Đức Phật Ngài dạy niệm tâm đó để cho biết những cái tâm nào có hệ lụy đến phiền não, sau khi mà mắt nhìn thấy, tai nghe và mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm và những cái sản được dính vào giống như là những cái con vi khuẩn corona mà nó dính vào y phục, dính vào mắt mũi, do những cái sự phát tán những con virus đó nó lan truyền ở bên ngoài và nó dính vào trong cơ thể của chúng ta và nó sinh ra cái chứng bệnh. Thì cũng như vậy, Đức Phật này biết rằng các cái nhân duyên của chúng sanh đó, do mắt, do cảnh sắc, do nhãn thức, do ánh sáng, do cái sự chú ý mà tâm nhĩ thức sanh khởi và nghe được cảnh thinh. Cũng như vậy, với cái
tỷ căn là đối với nhĩ căn là lỗ tai, đối với cảnh thinh là các thứ tiếng, với nhĩ thức nương vào cái nhĩ căn đó, cảnh nhĩ căn đó là cái lỗ tai đó, để nghe cái cảnh thinh và cái sự chú ý để mình muốn nghe. Nhưng mà có những lúc mình nghe nhưng mình không có muốn nghe, thì đó là những cái tâm nhĩ thức chỉ thuần là nghe cái cảnh thinh thôi. Nhưng mà khi mình muốn nghe đó thì cái tâm của mình nó có khởi lên lòng tham, nghe để mình suy nghĩ những cái gì liên quan đến cái sự ham muốn, nghe mà mình sân hận nổi lên. Như vậy thì Đức Phật đã dạy một cái người niệm tâm cũng theo dõi cái tâm của mình để thấy được cái tâm của chúng sanh. Tâm của mình và tâm của chúng sanh cũng như vậy. Một người có tu tập thì điều phục được tâm, nhưng mà người không có tu tập đó thì họ không điều phục được tâm. Và khi mà họ không điều phục được tâm đó thì họ làm những chuyện làm rất là kinh thiên động địa. Họ giết người bằng những cái việc mà mình không thể nào tưởng tượng được. Thí dụ chúng ta nghe nói rằng có một cái người đó họ bị giết vì họ có một cái điện thoại, mà cái điện thoại bán không được mấy trăm ngàn, nhưng một cái người nghiện xì ke ma túy đã giết cái bà cô lớn tuổi này. Chúng ta nghĩ không có thể nào có mấy trăm ngàn người ta giết người, nhưng mà nó vẫn có xảy ra. Bởi vì con người chúng ta làm được bao nhiêu cái chuyện thiện, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được bao nhiêu cái việc ác. Nên Đức Phật thì nó giảng về bốn hạng người, là cái hạng người làm khổ bản thân mình, đó là một cái cách hành hạ thân thể người ấy, làm khổ chúng sanh khác. Là thường thường những người có uy quyền thế lực, những người mà gọi là gia chủ tôi tớ, họ hành hạ tôi tớ, hoặc là những người có khả năng để họ hành hạ những loài súc vật, họ đánh đập những cái loài súc vật, hoặc là họ giết hại những cái loài súc vật, họ làm những cái nghề đồ tể giết hại những con vật. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng cái hạng người làm khổ chúng sanh đó, chúng sanh khác, là không có bản thân, không làm khổ bản thân của mình, nhưng mà chính về nói làm của họ đó là họ làm khổ những người xung quanh. Nên Đức Phật gọi là hạng người làm khổ những chúng sanh khác. Thì chúng ta thấy rằng có những người đó họ tô bộ cho bản thân của mình, nhưng mà họ muốn cái sự có đó, đó bằng cái sự đóng góp của mức lương của người khác để cho họ ăn xài phung phí, để họ tiêu pha quan phí. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy. Nên những cái hạng người mà làm khổ chúng sanh khác, ngoài cái việc mà mình làm cho người ta khổ vì bóc lột, làm cho người ta khổ vì hành hạ đánh đập, làm cho người ta khổ vì những cái lời nói của mình, nói chung là thân hậu ý của mình làm chúng sanh khác khổ. Và cái hạng người làm khổ cả hai, là làm khổ bản thân và làm khổ chúng sanh khác, đó là hạng người mà họ thuyết giảng ra những cái đường lối tu hành cực đoan, những cái tu hành khổ hạnh, những cái tu hành mà hành thân ngoại thể ép sát, những cái cách tu tập mà làm cho thân thể nó tồi, nó tiêu tụy với thời gian, nó biến dị, nó không có trở thành cái dung sắc thù diệu nữa. Bởi vì Đức Phật ngài vẫn biết rằng có những chúng sanh đó, bản thân của mình và làm khổ chúng sanh khác, là họ tự hành trì và họ làm cho bản thân họ thê thảm. Thì chúng ta thấy rằng qua những cách tu khổ hạnh mà Đức Phật ngài đã trải qua đó, ngài trải qua, và khi mà ngài đứng lên ngài té xuống đó, thì ngài cho chúng ta biết rằng khi đó nó kiệt quệ rồi, bây giờ muốn đi cũng không đi nổi, muốn bò lết cũng không có sức lực để bò lết nữa. Như vậy đó, chính mình làm khổ bản thân của mình như vậy đó, và mình dạy người ta làm khổ như vậy đó, là không có lợi ích. Vì cái điều đó mang lại sự tệ hại cho mình, cho người, cho xã hội này. Nên những điều đó được Đức Phật thì thuyết giảng, cho nghĩa là người mà làm khổ khổ mình và khổ bản thân của mình và làm khổ chúng sanh khác đó, là hạng người đó đó luôn luôn lúc nào gieo rắc những cái cảm thọ đau đớn, những cái sự khó chịu đối với loài người. Rồi hạng người không làm khổ mình và không làm khổ người khác đó, thì đó là cái hạng mà Đức Phật gọi là các bậc thánh nhân đó, không có làm khổ mình và cũng không làm khổ người khác. Các ngài sống theo cái sự sanh diệt của các pháp, do những cái điều kiện ngũ quẩn chúng ta chưa có đoạn trừ được, mà mong sanh tử luân hồi, và những cái tâm tham dẫn dắt đi sự luân hồi có mặt. Và cái sự tu tập tích lũy để diệt trừ lòng tham đó, được các vị đó tu tập khéo léo, được các vị đó hành trì một cách khéo léo để tích lũy những cái thiện tâm, tích lũy những cái hạnh tu, và tích lũy những cái thành quả trong kiếp sống này. Bởi thường thường quý vị biết rằng mỗi người sanh ra là không có cái gì, nhưng mà nếu chết không có cái gì hết là một cái tủi hổ. Vì ta nghĩ rằng một đứa bé được cha mẹ nuôi lớn lên thì sau này nó phải thu hoạch được những cái tài sản gì từ bản thân nó làm nên.
Dù nó làm công nhân, nó có những cái tài sản, nhưng mà những người công nhân nó phục vụ cho một công ty đó cái sản phẩm, và những cái sản phẩm nó được được bán cho những người khách hàng, và chính những cái đồng lương đó, đó là từ nơi cái sự lao động của mình bỏ công sức cho mình để được của cả tài sản. Như vậy thì Đức Phật nói rằng hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người đó là chính là một cái vị thánh nhân. Như Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, hay các vị Thinh Văn Giác, hay các vị thánh, vì các vị đó hiểu được đó, các cái thiện pháp mà, tu tập để đoạn trừ những cái ác pháp, và các thiện pháp này cần phải làm cho nó lớn mạnh vì nó có lợi ích, nó không có đem đến sự đau khổ. Nên thường thường chúng ta biết là tâm thiện là cái tâm không có bệnh hoạn, tâm khôn khéo, tâm khôn ngoan, tâm sáng suốt, tâm không có lỗi lầm, và tâm có quả vui, tâm cho ra quả vui. Còn khi một cái tâm bất thiện sinh khởi, như là tham sân si, ngã mạn tài kiến, cống cao tật đố, hiềm hận này, ít não hại đó, thì những cái tâm như vậy đó, thì chúng ta biết là những cái tâm đó ảnh hưởng từ những cái ác pháp. Những cái ác pháp đó do tham ác, sân ác và tà kiến ác, do ý ác của một con người, và họ điều khiển thân của họ đó, và khẩu của họ làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, làm việc nói ác, nói đầm thọc, nói phi dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích. Và chính đó, những cái việc làm từ thân khẩu ý đó, đó của người đó phát tán ra xung quanh và làm tổn hại đến người, hoặc là làm không tổn hại đến người, thì chúng ta cũng tùy hiểu đó là một cách không làm khổ mình, không làm khổ người đó, là Đức Phật này thuyết lên con đường trung đạo. Cái con đường niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó là con đường thanh tịnh để dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát, không luân hồi sinh tử nữa. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói về bốn hạng người ở trong bốn cái cách tu tập đó, để cho chúng ta biết rằng một vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thì các ngài dạy điều phục thân, điều phục khẩu, điều phục ý. Nên thường thường trong kinh Pháp Cú có câu là lành thai phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, lành thai phòng hộ tất cả, chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, chế phục được ý căn, lành thai chế phục lục căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Thì Đức Phật nói rằng chế phục nhãn căn, nhĩ căn, nhĩ tỷ căn, thiệt căn, thân căn hay ý căn đó, lành thai chế phục lục căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Những cái thành phần mà giải thoát đó là muốn nói rằng tâm hiểu biết, tâm có tu tập và tâm đã đoạn trừ được phiền não tham sân si, tâm của người đó thanh tịnh trong sáng, tự người đó tu tập và người đó biết được cái trạng thái tâm của mình nó thanh tịnh như vậy, nó không bị quến màu, không có ngụy tạo, và nó thật sự, nó chân thật là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật nói về bốn hạng người đó, thì bà ngài nói về tất cả bốn hạng người trên thế gian này, không có một hạng người nằm ngoài bốn hạng người này. Phân biệt ra những người làm ngoài đồ tể là những người làm khổ người khác, hoặc những cái người mà hành hạ bản thân mình là làm khổ mình, và có những người đó là chuyên tâm làm khổ người khác, chuyên tâm làm khổ mình và khổ người khác, chính là người đó tự hành hạ rồi hướng dẫn người khác cũng tu tập cái cách đài đọa bản thân của mình. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái hạng người đó là như vậy. Còn cái hạng người mà trong sáng cao thượng đó là hạng vị chánh đẳng giác, độc giác, hay tinh văn giác. Các ngài cũng xuất hiện ở đời, nhưng mà ngài làm lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sanh. Ngài không có làm tổn hại, và luôn luôn lúc nào ngài cũng làm cho lợi ích. Và ngài hướng dẫn như vậy nên các cái chúng sanh đó tu tập lần hồi theo duyên lành gặp các Đức Phật, để rồi đắc đạo quả thánh A-la-hán, hoặc là thánh A-na-hàm, hoặc là thánh tu đà quần, hoặc là tu đà hàm. Do cái nhiệt tâm mà trong cái sự luân hồi sanh tử, do cái sự mong mỏi để tu chứng được những cái gì mà Đức Phật ngài tuyên thuyết và ngài tuyên bố về ngài chứng đắc được rồi. Chính điểm đó nên chúng ta gọi là những vị thinh văn giác, những vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, một cái lòng tin đặc biệt để bậc đạo sư để tu tập, để hành trì, để đoạn trừ những cái mầm mống của tự sự tử sanh. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì thật sự rất là dài, nhưng mà nhìn chung vào đó thì cũng nói đến cái sự tịnh tính của Bích Xá về cái sự quán thân quán tạo quán tâm quán pháp, và cái sự du sĩ Khanh Đá Ra Khá này đó, thì cũng thấy được tăng chúng tu tập có cái sự thu thúc, và đó là cái sự ấn tượng tốt đẹp mà ông được nhìn thấy từ nơi giáo hội, từ nơi hàng tăng chúng. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay vì nó rất là dài, nhưng mà nhìn thì cái bài kinh rất là dài như vậy, nhưng mà cũng nói đến cái sự tu tập của nội tâm, tu tập thiền chứng để an trú tâm,
hoặc là tu tập chánh niệm tỉnh giác để niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm tâm niệm pháp, hay là biết phòng hộ mắt tai mũi lưỡi khi biết nó là những cái lãnh vực để sanh khởi những cái chứng bệnh hoạn, những cái sự đau khổ đến với bản thân mình do những cái điều không có phù hợp để mang lại cái hạnh phúc, mà chỉ là những cái điều mà tạo ra cái sự đau đớn cho người khác, nên mình phải chịu những hậu quả như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp hôm nay con nghĩ rằng bài học thì rất là dài, nhưng cái ý nghĩa nội dung giảng thì con nghĩ rằng phần trình bày như vậy cũng đủ với cái phần chi pháp. Chỉ mong quý ngài thấy cái điểm nào còn kém khuyết đó thì mở rộng và cho hội chúng để được lợi ích. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng để thượng tọa tiếp tục điều hội. Sa thú kính thượng thượng tọa Pháp Đăng. Sư nữ có thấy thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trong room không? Nếu quý vị thấy thượng tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy, quý vị hoan hỉ cho biết. Dạ vâng, xin được hỏi thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô Tha Luân luôn tiếng. Nhiều đoạn nhân quyền không có mặt ở trong máy. Đại biểu Pháp Tính, đại biểu Pháp Tính có nghe được không? Đại biểu Pháp Tính nghe được, xin đại biểu Pháp Tính quan hệ trả lời cho câu trả lời đầu tiên. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, không thấy chư tăng khác trả lời được, không biết thì Pháp Đăng có thể cầm mic trở lại không? Ồ thấy đại điều Pháp Tính đưa tay rồi. Đại điều Pháp Tính, ở trong bài kinh hôm nay Đức Phật ngài dạy về bốn hạng người đó, có người chuyên làm khổ mình, có người chuyên làm khổ người, có người làm khổ người và làm khổ mình, làm khổ cả hai. Mà cái hạng người mà cao quý nhất mà Đức Phật dạy đó là những người không làm khổ người mà cũng không làm khổ mình. Bây giờ chúng ta đặt một cái vấn đề là có nhiều người nói rằng mình không làm gì hết, không làm thiện cũng không làm ác. Điều ác mình không làm rồi nhưng mà điều thiện cũng không làm. Thì hạng người đó có được kể là hạng người thứ tư không? Tức là cái người điều thiện điều ác được không làm hết ấy. Thì có phải là người không làm khổ mình và không làm khổ người khác có được kể như vậy không? Xin trả ý kiến của đại diện Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tổ Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong room. Do chúng con đang còn ở trong bệnh viện, thành ra nhìn lên màn hình không có thấy được có các vị giảng sư ở trong room, nên không có lãnh lễ quý ngài được. Xin nhờ quý ngài thông cảm cho chúng con. Và để tiếp tục cho phần thảo luận của câu số 1, thì qua cái câu hỏi thượng tọa đã nêu lên, một cái người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, có nghĩa là cái người đó không làm thiện cũng không làm ác, phải không? Chưa hẳn là như vậy. Theo như ý con thì chưa hẳn là như vậy. Tại vì một cái hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, là những cái vị đó là những cái bậc thiện tri thức trở lên. Có nghĩa là những cái bậc mà
có cái trí tuệ dẫn đến rồi đến ngay cả những cái bậc A La Hán luôn đó, thì ít nhất là cũng là những cái vị mà gọi là bậc thiện tri thức. Còn đối với cái người mà người ta không làm thiện, không làm ác thì chưa hẳn là như vậy. Chưa hẳn là như vậy. Tại sao? Tại có những người khi mà người ta nói thì người ta nói được như vậy thôi, chứ chứ không có thể nào mà đối với một cái chúng sanh phàm phu mà không làm thiện, không làm ác. Cũng như chúng tôi có lúc chúng tôi nghe người ta nói đâm trâu thuốc mà cần phải đi tu, cần phải tu tập, tôi chỉ ở nhà, tôi không có làm điều gì ác hết, thì tôi khỏi cần đến chùa để mà đi tu. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy những cái câu nói đó nghe có vẻ như là chí, nhưng mà thật sự ra đó, đối với những người đó thì theo chúng tôi nghĩ là họ chỉ biết ở cái mặt bên ngoài thôi, họ không có biết cái mặt ở bên trong. Cũng như trong ngày nay chúng tôi ngồi trong bệnh viện cũng vậy, có những người người ta thốt lên những cái câu đó, thì quý vị thấy rằng giống như là một người mà chỉ biết về những cái căn bệnh mà ở ngoại khoa, có nghĩa là nó bên ngoài, có nghĩa là có những người người ta chỉ biết ví dụ như là đứt tay chảy máu, hay là trật cong cái chân cong cái tay, hoặc là đau ở con mắt, hoặc là đau ở cái miệng, thì người ta nghĩ như vậy thì mới là bệnh. Chứ người ta cũng không biết là mình có những cái bệnh ở bên trong. Thí dụ như phổi mình nó có vấn đề là cũng là khổ, hoặc là lỗ tai mình tự nhiên bây giờ nó có thay đổi cái gì thì nó đau nhất ở trong lỗ tai, thì cái đó mới là khổ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là nào, có những người người ta chừng nào người ta thấy máu chảy là trong tay hay là gãy chân gãy tay gì đó, thì họ mới nghĩ rằng họ nghĩ cái đó mới là khổ thôi, chứ họ không biết những cái chứng bệnh ở bên trong là những cái chứng bệnh đó là nó cũng đem lại cái sự đau khổ cho mình. Thì cũng vậy, khi mà quý vị thấy rằng có những người người ta nói những cái câu đó, người ta chỉ biết được sơ sơ ở bên ngoài thôi, chứ quý vị thấy rằng mình mà có một cái ý niệm mà trả lời, hoặc là mình mà có một cái ý niệm mà giống như là mình khởi lên cái ý mà mình chê người khác thôi. Ví dụ như giờ mình nhìn cái người đó, mình thấy họ đi đứng, mình khởi lên cái tâm mình nói nhìn cái tướng đi thấy ghét, mình chỉ khởi ở trong tâm như vậy thôi, thì quý vị thấy rằng là mình đã khởi lên một cái ý niệm ác rồi. Đó, thành ra đó, ở đây chúng tôi mới nói rằng là không làm điều thiện, không làm điều ác, nói thì dễ, nhưng mà thật sự nó chưa chắc đâu, vì chưa chắc gì mình làm những cái điều đó được đâu. Cũng như có những người người ta nói tôi cần gì phải vô chùa tôi tu, tôi ngồi ở ngoài chợ tu mới là hay, ngồi ngoài chợ tu mới là hay. Thì chúng tôi mới hỏi là tại sao mà nói ngoài chợ mà tu hay. Người ta nói ở ngoài chợ có nhiều người, người dữ, người hiền, người đủ thứ hạng người hết, người ta đi qua lại mà người ta ghẹo, người ta phỉ báng mình á, mà mình nhịn được thì mới gọi là tu. Còn ở trong chùa đâu có ai lợi ghẹo mình đâu, thành ra đâu có biết cái khả năng mình tu tới đâu. Thì quý vị thấy rằng nói thì nó dễ, nhưng mà làm thì nó rất là khó. Chúng tôi một cái thí dụ đó, người ta ngồi ngoài chợ mà sức khỏe người ta có, nói chung là nói về mà cái sức lực của người ta đó, có thể một mình mà mình đánh được ba người là cái thứ nhất. Rồi mình có tiền, rồi có địa vị nữa, mình có tiền, cũng như là cái câu mà bây giờ người ta nói là nhà mặt phố mà bố là to đó. Thì quý vị thử, mình có sức khỏe, rồi mình có tiền, rồi mình có địa vị nữa, thì quý vị thấy rằng mình nhịn được người ta không? Không bao giờ nhịn được hết. Mà tại sao mình ngồi ngoài chợ mà mình nhịn người ta được quý vị?
thành thấy rằng lực cùng sức cạn rồi, có nghĩa là mình bây giờ sức mình nó cũng không còn, quyền lực địa vị không còn, phải đi buôn bán kiếm gạo, từng lo từng ký gạo từng ngày như vậy, thì hỏi vị làm gì mà mình có khả năng, làm gì mà mình có khả năng để mà mình chống cự hoặc là mình gây gổ, mình kiếm chuyện lại với người khác, thậm chí người ta xỉ vả mình, mình cũng phải chịu thua, mình cũng phải im để mà buôn bán kiếm một cái con khô lít gạo đó. Thành ra đó, khi nói về cái chuyện mà người ta nói rằng ở chùa tu không có bằng ở chợ, thì thật sự ra cái câu đó nó xa vời với thực tế, nó rất là xa quý vị đó. Còn bây giờ mà trở lại cái vấn đề, nói cái người mà không làm thiện á, cũng không làm ác á, có phải là cái hạng người thứ tư mà hạng người tốt nhất không? Thì chưa hẳn là như vậy. Chưa hẳn là như vậy. Chừng nào mà đối với những cái bậc tu tập thiền quán, tệ quán phát sanh, thấy được các pháp hữu vi là vô thường, đời này là khổ, cuộc đời này là vô ngã, đối với cái thân này là bất tịnh, thì có thể do cái trí tuệ thấy được như vậy mà người ta không có tạo những cái ác nghiệp, có nghĩa là người ta sống ở trong cái sự cư xử bằng trí tuệ, nó tác động đến thân khẩu ý, do vậy á, mà người ta không có làm ác, nhưng mà người ta cũng vẫn còn làm thiện, vẫn còn làm thiện quý vị. Đó thì quý vị thấy rằng một người mà có trí như vậy á, người ta không làm ác, người ta không làm ác, nhưng mà người ta vẫn làm thiện. Thí dụ như người ta thấy khả năng người ta làm được cái gì thiện pháp thì người ta làm, cái điều gì tốt thì họ làm. Cũng như quý vị thấy rằng ngày nay cái bệnh dịch corona nó rất là nhiều, nhưng mà cũng có những cái đoàn thể, quý vị biết rằng người ta đi phát cái khẩu trang cho người nào chưa có, người ta phát cho đeo. Thật sự ra quý vị, chúng tôi thấy những người này, những người mà làm công việc này toàn là xuất thân từ ở trong Phật giáo không, từ ở trong đạo tràng này đạo tràng kia, hoặc là những nhà có cái tâm tu tập, thành ra người ta bỏ ra cái số tiền đó để cho người này người kia đi phát đó. Thì quý vị thấy rằng không làm ác nhưng mà người ta vẫn làm thiện đó. Còn đối với cái hạng người mà không hại làm hại mình, không làm hại người, là nói về cái bậc đó như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái bậc đó do cái trí tuệ của cái vị đó sanh lên, cái vị đó biết biết nhân biết quả, biết cái cư xử bằng cái trí tuệ, thành ra đó là cái vị đó không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai, là nói về những cái bậc thiện tri thức sắp muốn biết sáng. Còn đối với những cái người thường thì nói là không làm thiện không làm ác, thì cái điều đó không có thể nào mà giống với cái hạng người thứ tư này được. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 1 mà thường tỏ nêu. Và bây giờ thì chúng con ở trong bệnh viện ở gần với Hòa Thượng, Hòa Thượng cũng rất là đau nặng, và con cũng dâng cái phước này đến Hòa Thượng, mong Hòa Thượng được bớt đi cái sự đau đớn, giảm được đau đớn. Và bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa nhập đẳng trở lại. Nam mô Bụt Hà Dạ. Dạ, kính thưa đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính quan hệ liên lạc dùm vụ sư trưởng, sư trưởng đang rất là yếu đó. Sư Pháp Tính quan hệ liên lạc xong, sư quan hệ cho biết dùm, tại vì đang mới có nhận điện thoại từ bệnh Việt Nam qua đó, sư quan hệ giúp dùm. Bà sư Tôn Đức và thư quý Phật tử, xin được hỏi thượng tọa pháp, thượng tọa tuyên quyền hay thượng tọa pháp đăng có vị nào có mặt ở trước máy không? Nếu mà thượng tọa tuyệt siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa tuyệt siêu, thượng tọa nghe được cái tỉnh thượng tọa hoan hỷ. Dạ, dạ thấy thượng tọa tuyệt siêu. Bà thượng tọa tuyệt siêu,
trong bài học ngày hôm nay đó, thì Đức Phật có đề cập đến bốn hạng người. Trong đó có một hạng người mà theo cư sĩ Thế Xá thì rất là đáng tán thán, tức là hạng người không tự làm khổ mình và cũng không làm khổ người khác. Chúng ta mới nghe thì nói không làm khổ mình, không làm khổ người khác nghe rất là đơn giản, nhưng mà trong bài kinh này thì qua những gì mà Đức Phật dạy không đơn giản chút nào hết. Để có thể mà không làm khổ mình và không làm khổ người khác thì người đó mới là có cái sự quan tâm đúng mức về bản thân của mình, được khai thị bởi một bậc đại giác hay là giáo pháp bậc đại giác. Người đó có những cái tiến bộ nhất định trong đời sống nội tâm và có những thành tựu chứng đắc. Thì bà Thiền Đoàn Tiểu Siêu Thượng Tọa có thể giải thích là tại sao mà mới nghe rằng hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người khác, đối với người đời rất là đơn giản, nhưng mà đối với Đức Phật không đơn giản. Xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thực ra thì thanh niên Bế Xác hiểu theo cách hiểu thông thường cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng rồi sau khi Thanh Niên Bế Xác ra về, Đức Thế Tôn Ngài mới giải thích cho bốn hạng người đó cho chư tỳ kheo nghe. Lúc bây giờ Ngài mới đề cập đến cái hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người khác theo ý nghĩa tuyệt đối. Điều này sẽ giúp cho các vị tỳ kheo, những vị mà chưa thành tựu được quả vị cao hơn, thì đó sẽ tinh tấn nỗ lực để thành tựu được cái quả vị cao. Còn nếu theo cách hiểu của Thanh Niên Bế Xác thì đơn giản, mà Đức Thế Tôn Ngài cũng không có phủ nhận gì. Và Ngài vẫn, sau đó Ngài vẫn khen: này các tỳ kheo Bế Xác, con trai Quý Liệu Vôi là bậc có trí, là người có đại trí tuệ. Này các tỳ kheo, Đức Phật này còn nhấn mạnh thêm là: nếu Bế Xác, người Quý Liệu Vôi ngồi thêm một chút nữa cho đến khi ta phân tích rộng rãi hơn về bốn hạng người này, thời Bế Xác sẽ đạt nhiều lợi ích. Tuy vậy, này kheo Bế Xác, con trai người Quý Liệu Vôi như vậy cũng đã thâu đạt được nhiều lợi ích. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là trong bốn hạng người này, chúng ta ở cái cấp độ cao thì chúng ta hiểu về bốn hạng người đó theo cấp độ cao. Nhưng nếu mà ở cái mức độ thấp, ở trình độ thấp đó, thì chúng ta hiểu theo cách thông thường cũng được, miễn sao có lợi cho chúng ta thôi.
Thanh Niên Bích Xá thì hiểu như thế này: Dương Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không hành khổ mình, vừa không chuyên tâm hành khổ mình, không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. Hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ người ngay trong hiện tại, không có tham dục tịch tịnh, cảm thấy mắc lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự trú vào phạm thể. Do vậy tâm con thích hạng người này. Thì ở đây đó, hiểu một cách đơn giản thì chúng ta nên biết rằng đối với những hạng cư sĩ thông thường, thí dụ như những cái pháp thoại thông thường bây giờ, và nếu mà chúng ta giảng về bốn hạng người này đó, mà cái hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người khác đó, mà chúng bày cái nghĩa lý đặc biệt như Đức Thế Tôn giảng thì chúng tỳ kheo ở đây, thời như vậy người Phật tử họ sẽ một là khó lĩnh hội, hai nữa là họ cảm thấy họ không thể thực hành được. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là để sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác, nếu mà rốt ráo thì không phải là cái chuyện đơn giản. Nhưng mà nếu lấy tương đối á, thì nó cũng vẫn là chuyện đơn giản thôi. Thí dụ như một người Phật tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có chánh kiến, người này chỉ sống xu hướng theo thiện pháp, không nghĩ đến việc hại mình, hại người, không làm cái gì tổn đức cho mình, đem lại cái hậu quả cay đắng cho mình trong tương lai, và cũng không làm việc gì để làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ, nước mắt đầy mặt. Thì như vậy cũng được gọi là người không làm khổ mình, không làm khổ người khác rồi. Vì người có chánh kiến, tức là người hiểu biết cái chuyện nào nên làm và cái chuyện không nên làm, hiểu biết được cái việc nào là thiện, cái việc nào là bất thiện, hiểu biết được cái điều nào đem đến sự an lạc cho mình và cho người khác. Người này có tu tập thì cũng tu theo con đường trung đạo, tức là không có cố chấp theo những cái hình thức giới cấm thủ, bởi vì có chánh kiến. Người này vì giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Thì như vậy người này đã là người đem đến cho người, cho chúng sinh khác một cái sự an toàn, đem đến cho chúng sinh khác một cái sự không sợ hãi, vô ý chí. Phải giá đa năng. Thời như vậy đối với người này cũng được xem như là hạng người không làm khổ mình, cũng không làm khổ người khác. Chúng ta lấy cái ví dụ, có những người họ sống quá khắc kỷ, thay vì
mọi việc cứ để tương đối thôi. Họ luôn luôn họ cảm thấy khó chịu khi một cái nhà nó có vẻ nó hơi bị dơ bẩn một chút. Thì nếu như mà thấy cái nhà dơ bẩn như vậy mình thấy mình khó chịu thì tự mình đi quét cái nhà đi, hoặc là mình thấy nó cũng tương đối sạch, không đến nỗi dơ lắm, thì thôi mình đừng có quan tâm nhiều để mà khổ. Đằng này người này tự cảm thấy bực bội khó chịu, nhăn nhó, đó là tự làm khổ mình và rầy la quát nạt vợ con ở trong nhà, chửi mắng vợ con trong nhà. Như vậy trong trường hợp đó khiến cho gia đình trở nên nóng nảy, không có vui vẻ. Thì như vậy một vị gia chủ mà sống như thế gọi là sống tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Nếu như ngược lại cái đó đó thì gọi là không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. Điều này thưa quý vị cũng dễ thực hành thôi. Nếu mà chúng ta có cái tâm nhu thuận một chút, dễ dãi một chút, thì cái tâm mà dễ dãi đó là chúng ta sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Chúng tôi nhớ hoài cái ngày xưa khi mà lúc mà chúng tôi và Thượng Tọa Giáo Đẳng còn học với sư trưởng. Sư trưởng thường hay dạy mình sống trong cuộc sống để mình sống cho nó, để cho nó thoải mái. Là như thế này, đối với người trên thì mình dễ dạy, đối với người dưới, dưới thạch nhỏ hơn mình thì mình nên dễ dãi, và trong cuộc sống này thì mình nên dễ nuôi. Được ba cái dễ đó thì mình sẽ sống một cách thoải mái. Cái đó cũng là cái cách sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác đấy thưa quý vị. Nếu mà đối với thầy tổ mà mình khó dạy đó, mình cũng là thầy tổ mình khổ tâm. Bởi vì là ông thầy nghiêm sư chi đọa, ông thầy hiểu như vậy cho nên cố gắng huấn luyện mình. Nhưng mà mình khó dạy quá thì ông thầy sẽ làm cho ông thầy bị mang tiếng. Nếu bỏ không dạy đó thì học trò nó hư, thì người ta chê cười ông thầy. Còn nếu dạy thì nó khó dạy rồi giáo đa thành quán, vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta sống đối với vị trên mà chúng ta có cái sự dễ dãi thì cái đó cũng là cái cách mà gọi là không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Đối với người dưới thấp nhỏ hơn mình sống dễ dãi, cái đó cũng là không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Bởi mình dễ dãi thì những người đó họ ở gần mình, họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, họ cảm thấy không có gì phải nghẹt thở, phải nghẹt thở. Mình khó khăn quá, chia ly quá hay khe khắc quá thì làm cho người ở dưới trước của mình, người ta cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy nó khó chịu. Mà chính bản thân mình khi mình khó khăn với người khác là tự mình cũng làm cái dây trói mình, buộc mình, gọi là ca giác đành thác, tức là thân phường. Thì như vậy là mình khó khăn với người nhỏ hơn mình đó, thì như vậy cái khó khăn đó cũng là tự làm khổ mình, làm khổ người khác nữa.
Còn trong cuộc sống, khi mà mình khó nuôi, mình hay chê món này, chê món kia. Ở trong gia đình đó, vợ con mà phục vụ cho người chồng hay người cha mà khó nuôi như vậy đó, thì họ cũng khổ tâm lắm. Nếu mà cung cấp hầu hạ không đàng hoàng thì ổng la ổng hét lên, cho nên sợ quá, lúc nào cũng sợ đòn bọng, sợ chửi mắng vân vân, cho nên phải lúc nào cũng phải cung phụng sao cho nó vừa lòng. Nhưng mà ông ta vì khó nuôi quá, cho nên ít khi nào ông ta được hài lòng với những gì mà người ta cho. Người ta, vợ con nó lo lắng, thì như vậy cái ông đó, ông gia chủ đó cũng là tự làm khổ mình, tự làm khổ người khác. Còn khi mà xuất gia sống ở trong chùa cũng vậy đó, mình xuất gia rồi mà những người Phật tử bên ngoài họ cấp dưỡng cho mình, mà mình khó nuôi, tức là mình chê món này chê món kia, người ta đem đến cúng dường bằng lòng tin mà mình không có bao giờ hài lòng thọ nhận một cách dễ dãi, thì như vậy mình cũng sẽ trở thành cái người là làm khổ mình, làm khổ người khác. Còn khi mà chúng ta sống dễ nuôi thì sao cũng được. Có lẽ là cái hình ảnh này là hình ảnh của Hòa Thượng Hộ Giác, là một người rất là dễ nuôi. Thì chắc Thượng Tọa Giác Đẳng sống ở thân cận với Ngài là biết rõ cái tánh ý của Ngài, mà chúng tôi đã thường được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nhắc đến. Thì như vậy với một người mà mình sống gần, một vị trưởng lão sống gần, hay một ông cha ở trong nhà đó, là nếu mà cái người đó ở trên thì dễ dạy, ở dưới thì dễ dạy, mà trong đời sống dễ nuôi, chúng tôi nghĩ rằng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng là cái người, cũng là hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người khác rồi. Còn nói chi là thành tựu những cái pháp đặc biệt như là an trú vào giới, hay là thu thúc các căn, hoặc là chánh niệm tỉnh giác, hoặc là chứng đắc thiền định, rồi đạt đến đạo quả. Thì khi mà đã hoàn tất phạm hạnh rồi, viên mãn phạm hạnh, thì vị này là chỉ làm lễ cho đời thôi, và chính bản thân của vị đó không bị đốt nóng bởi phiền não, thì cái này là tuyệt vời. Hạng người này là tuyệt vời, là không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Cho nên ở đây đó, là chúng ta căn bản là chúng ta lấy theo cái lý pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết cho chúng tỳ kheo. Nhưng mà song song đó, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa tương đối mà kẻ phàm phu chúng ta có thể làm được, thì như vậy cũng không có sai pháp thưa quý vị. Bởi vì thanh niên bích xá khi mà bày tỏ cái ý nghĩa của mình cho Đức Phật nghe đó, bày tỏ bao nhiêu đó thôi, Đức Phật này cũng tán thán là người có trí tuệ, là người đại trí tuệ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu về Nam Mô Bụt Thầy.
10 days. Dạ, dạ không, nó nằm sâu ở trong xin phép. Hello. Dạ. Dạ quý vị có nghe. À, xin lỗi thưa tòa tự quyền, thưa tòa có ở trước máy không? Nếu thưa tòa tự quyền đang có mặt ở trước máy, xin trình thưa tòa quan hệ trả lời cho cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi thưa tòa tự quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị có lẽ thưa tòa tự quyền không có mặt ở trước máy. Trước đây xin chia sẻ một vài điều như vậy trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thật ra có nhiều người trong chúng ta quan niệm rằng mình sống mình đừng làm ác là đủ, mình không làm khổ ai hết là đủ. Nhưng mà kỳ thật cuộc sống mà theo Đức Phật dạy ở trong bài kinh này, không làm khổ mình và không làm khổ người á, nó không có đơn giản là mình ngồi yên một chỗ mà mình không làm khổ mình đâu. Có nhiều người như mình thấy ở ngoài họ không đi làm, thì mới nghe thì giống như không có chuyện gì, nhưng mà thật ra họ đang tự đưa họ vào con đường đi xuống, đưa vào con đường thối đọa. Mình sống nó giống như mình lội ở dòng sông vậy đó, mình không tiến thì mình lui. Thật ra cuộc sống của một người lười biếng, một người không làm gì hết, thì không có nghĩa là mình không làm khổ mình, mà mình đang làm khổ mình. Dạ có thì gọi tiền quyền đưa tay. Ô dạ, dạ xin lỗi quý vị Phật tử. Thì tôi tiền quyền, thì tôi hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3 đó. Ở trong câu điều này, trong bài kinh hôm nay thì cư sĩ Pesa, vì Pesa có nói là dựa trên cái kinh nghiệm nghề nghiệp của mình đó, thì nói rằng rối rắm người, rắm người mà đơn giản qua có cảm tưởng như là cư sĩ Bế Xá khen loài vật mà chê loài người, và Đức Phật cũng đồng ý như vậy. Thì cái lời nói đó như là rắc rối thay loài thú, rắc rối thay loài người mà đơn giản thôi loài thú á, có phải là đặt con của người hay không? Xin thỉnh thưa tòa tự quyền qua khỉ cho biết ý kiến về điểm này. Thỉnh thưa tòa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Phong Lan cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Chắc Đắng, Đồng Thọ Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đồng quý tương lực cùng Chư Phật tử. Dạ câu hỏi rằng rối đen thay cho loài người, đơn giản thay cho loài thú, có phải là câu nói đặt cái loài thú trên cái loài người không? Quả thật thì ở trong bình ổn kinh đây chúng ta thấy Đức Phật này xác định cái giá trị con người, nó có những sự rắc rối, nó đơn giản hơn cái loài thú thì nó cũng là đúng. Nhưng điều mà có thể chúng ta nói như vậy nó đúng hơn, có nghĩa là Đức Phật này xác định ở một vai trò của con người, nó có nhiều cái tâm bất thiện, mà nó có nhiều cái tính ác, nó mang tính tức là đa dạng. Thí dụ như bây giờ con loài thú nó tìm, nó ăn thôi, rồi nó sát hại, nhưng nó không có độc địa như con người. Thì chúng ta nói như vậy là chúng ta nói theo một cái quy trình ở hiện tại đó. Nhưng điều Đức Phật này vẫn xác định rằng, chúng ta nhớ cõi giới nó khác nhau, loài người là cõi vui, loài thú là cõi khổ. Đây là cái lý thứ nhất, mà đó là lời Phật. Cái đoạn mà chúng ta chỉ xác định ở trên tinh thần tâm tưởng của chúng sinh ngay lúc đó. Vậy chúng ta nhớ rằng, nói rằng tiếp sau sẽ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, đó là tinh thần của đoàn kiến, hay là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân trả quán gì đó, thì con vật nó hơn con người chuyên coi như là gây thù chuốc quán. Nhưng quả thật chúng ta nói như vậy là khi chúng ta có sự bực bội, khi chúng ta có sự sân si, nhiều khi chúng ta thấy một con chó đó mà ở cái nước mà tự do đó, cái tự đất nước mà đầy đủ điều kiện vật chất á, nó được tắm rửa, nó được mặc áo, nó được chăm sóc y tế vân vân, nó còn hơn là con người ở những nơi khác mà khổ đau, thiếu thuốc men, thiếu vật thực. Thì cái chúng ta so sánh cái tinh thần đó, vậy thì con thú đến hơn con người hay không?
Hãy nhìn kỹ một chút xíu. Con thú muôn đời vẫn là thú, con người muôn đời vẫn là con người. Dẫu con người có khổ, có xấu, có tật nguyền, có thương đau, có bệnh hoạn, nhưng con người cũng là con người. Cái quyền sống của con người và cái phước con người cũng vẫn là cái phước con người cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Nếu ai mà đặt cái loài thú trên loài người thì quả thật thì trên cái giá trị phước lành đó thì cái điều này không đúng. Mà chính Đức Phật này xác định rõ là cõi vui cõi khổ. Trước nhất là cõi vui là loài là cõi người con, cõi khổ là loài thú, mà người khổ cũng là người thú, mà người con người cũng là ở cõi vui. Thì đây chính là còn nó vui hay không vui, nhưng chúng ta nhớ con người chúng ta hơn con thú ở đây là tâm chúng ta còn thiện tâm, nhưng con thú là bất thiện, nó liên tục, nó chỉ ham ăn rồi nó mê ngủ, rồi nó không có bất thiện, nó cái tâm nó như vậy. Như điều mà còn bình thường thì tâm nó cái tâm bất thiện. Cho nên đây là chúng ta nhớ, nếu mình tính theo với quy trình đó thì cái con người nó gấp, nó cao gấp trăm ngàn triệu lần cái con người ở trên tâm. Con người có thể khởi sanh được cái thiện tâm, còn con thú rất là khó, rất là khó. Bởi vì khi mà sanh vào các cái ác thú đọa xứ đó là cái chỗ mà làm thú, thì kính thưa quý vị, đây chính là một điều mà chúng ta hết sức là tệ hại. Cho nên câu nói đó không phải là đặt con thú trên loài người trên tinh thần, mà trong cái bài kinh hôm nay mà chúng ta nghe như vậy, nhưng điều mà đó chỉ qua là nói trên cái tâm sanh của hiện tại để có sự so sánh của ông Bà La Môn ra cái si này thôi. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu thảo luận của chính con. Nếu có điều cần một tốt nên quyết cùng thỉnh thượng tọa cùng quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú chúng sanh, chúng ta tu quyền. Bạch chúng tôi biết và chú ý Phật tử